đầu tiên mà bình rất là muốn mời lên trên này cùng với bình để có một cái cuộc trò chuyện rất là gần gũi rất là thân mật cũng như là mang lại những cái cảm xúc chân thành chia sẻ cùng với mọi người trong tối ngày hôm nay là một người nói chung là cũng khá là nổi tiếng ở business rồi à, cũng không phải là ai mà xa lạ hết Tuy nhiên là trước khi giới thiệu tên thì mình cũng muốn điểm qua là lý do tại sao bạn rất là nổi bật. Không những đẹp trai mà còn super giỏi. Tại sao phải dùng chữ super? Bởi vì bạn gia nhập Nest vào tháng 2 năm 2018 và chỉ có 7 tháng thôi là bạn đã đạt được MDt sớm rồi. Và năm 2019 thì bạn giống như một cái gọi là một cái rocket tên lửa bắn vào mặt trăng á, bởi vì sao trong vòng 45 ngày là bạn đã đạt được MDRT của năm 2019 chưa ấn tượng lắm đâu 90 ngày sau đó bạn đạt được COT có ai đạt được COT 90 ngày không mọi người, mỗi lần mà mình đứng lớp á, thấy cái MDRT là mọi người đã than thở dữ lắm rồi mà COT 90 ngày là mình nói thật luôn là lần đầu tiên mình mới thấy và trong một 150 ngày tiếp theo đó bạn đã đạt được TOT luôn. Như vậy là bạn đạt được ba cái kỷ lục kỷ lục này trong vòng một năm. Và như vậy thì năm 2020 nhờ những cái thành tích đó bạn đã trở thành đại sứ MDRT của tập đoàn AA chứ không phải của công ty Việt Nam mình nữa. Và xin mọi người cho Lê Hoàng Thanh Liêm một tràng pháo tay thật lớn và mời Liêm bước lên trên này ạ. À. Chào Liêm. Em chào chị ạ. À. Sao ờ... rồi nãy giờ ngồi dưới đó là có cảm nhận được năng lượng của mọi người chưa? Chị thấy là nãy giờ mặc dù mọi người ngồi đây không có đầy hết nhưng mà chị cảm nhận mọi người đang rất là háo hức. À. Em thấy sao? Ờ, em cũng em cũng rất háo hức nhưng mà em cũng hơi run run tại hôm nay em biết em có một bài nói chút chút xe về em và trong đây cũng có những gương mặt đã từng biết em rồi còn có những gương mặt cũng hơi xa lạ cho ừ. nên là cũng hơi run run chứ mọi người cho cho liêm một cái tràng pháo tay thật to nữa cho liêm bớt run đi mọi người <laughs> nói vậy thôi chứ hồi hỏi cái là 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 hết run nè à? À, chị nghĩ là cái chương trình của mình nó cũng gần gũi và thân mật cho nên hôm nay chị sẽ không hỏi liêm những cái gọi là làm thế nào liêm đạt được những cái thành tích vừa rồi nữa mà mình chỉ đi từ một cái câu rất là đơn giản thôi. À, thật ra là chị cũng tò mò. Đó là với một cái thành tích mà nhanh với cái tốc độ tên lửa như vậy, trong vòng một năm như vậy, thật sự là hiếm thấy. Chị rõ ràng là những cái thời gian vừa qua hoạt động trong cái ngành bảo hiểm, à, chị đứng lớp, chị cũng gặp rất là nhiều người thành công, chị cũng nghe chia sẻ về à, những cái MDT của đại diện của nước ngoài, họ đến Việt Nam họ chia sẻ chị cũng chưa có thấy ai có một cái kỷ lục mà trong một năm mà có thể đạt được hết như vậy và em là một lúc em vào cũng là cái lần cái năm đó là năm thứ hai thôi chứ nó cũng không phải là một cái thời gian dài em đi với bảo hiểm thì chị cũng gọi là suy nghĩ là làm sao mà bạn có thể đạt được cái chuyện đó nhưng mà chị cũng thắc mắc là lý do tại sao ban đầu cái duyên nào cái cơ duyên nào nó đã dắt em đến với AIA. Cảm ơn chị lý do mà em tới với AA là vào tầm khoảng tháng 6 năm để em xem câu chuyện cũng hơi dài dài một xíu đó là khoảng tháng 6 năm 2017 thì anh Huy anh Huy là hiện tại anh hồi xưa anh Huy đó là director của kênh Nest thì anh Huy có có hình em về qua một cái chỉ qua Facebook thôi thì đơn giản là vì anh Huy biết chị sếp của em thì em lúc đó em có dạy chị sếp em lúc đó em em là giáo viên dạy tiếng anh nữa xong rồi em mới dạy chị nói vậy trên facebook một tiếng anh xong rồi cái anh sếp thấy anh sếp mới vào facebook của em xong rồi kết bạn để nhắn tin tại vì hồi xưa em làm back office thôi cho nên rất là chẳng và ai mà lạ lạ mà ad Facebook của mình á Bây giờ mình làm sao mà mình hay chủ động ad Facebook người ta Nhưng mà hồi xưa là không có Người ta ad Facebook mình là mình không accept đâu Cái ảnh gọi điện thoại cho chị sếp của em Kêu là thằng nhóc đó nó accept Facebook của anh để nói chuyện Xong rồi cái ảnh cũng hên em về làm làm sale bên ad Nhưng mà em em từ chối ảnh luôn Bởi vì em em từ chối xong mà em còn nói là Ông này vớ vẩn đang làm back office Mà tự nhiên kêu mình qua làm giấy tờ Không mà tự nhiên kêu mà làm sale Mà còn sale bán bảo hiểm nữa À, cho nên là em cũng không, không nói nhiều gì với anh này hết nhưng mà anh Huy anh rất là kiên trì anh nói chuyện với em rất là nhiều tháng thì à, tới khoảng tầm tháng à, tháng chín tháng chín thì à, lúc đó có một cái à, vấn đề trong gia đình của em thì à, là mẹ của em bị bệnh chuẩn bị bệnh rất là nặng rồi em phải cần tiền lúc đó em mới phải suy nghĩ tới việc mà em à, thay đổi công việc bởi vì lúc đó phải nói là đang rất là cần tiền mà mẹ em cũng rất là gọi là ốm bởi vì lúc đó mẹ em từ 52 kg cũng chỉ còn có 32 kg thôi, ký là bệnh rất là nặng. Mình cũng không thể nào mình mình ngồi một chỗ khi mà thấy người nhà của mình mà bị nặng như vậy. Cho nên là em quyết định là em đổi đổi việc. Em suy nghĩ rất là kỹ thì tháng 9 thì bắt đầu em mới chủ động em nói chuyện lại với anh Huy, em hỏi cái job này nó còn hay không để bắt đầu em em suy nghĩ để em chuyển qua Thì tầm tháng 9 cho tới tháng 1. Chỉ là thời điểm mà em chuyển giao công việc Tức là suy nghĩ hết mọi thứ Là bây giờ mình trước khi đi Thì mình phải sắp xếp hết Tại lúc đó bên đó em cũng có quản một team Từ hai mươi mấy cho tới ba mươi người Em phải sắp xếp lại hết công việc bên đó ổn thỏa Rồi lúc đó em mới Chuyển qua công việc ở bên đây Thì cũng giống như là trước khi đi Cũng lai like để chuẩn bị khách qua bên đây thì Hồi xưa qua bên đây Là ngô nghe lắm Uh, chuẩn bị luôn cả hai, hai công việc luôn Tại vì mình nghĩ là công việc đầu tiên Là công việc làm sale Mình không có kéo dài lâu đâu Mình chỉ làm vài tháng Mình thử coi mình làm được hay không Còn công việc thứ nhì đó Liêm phỏng mong lúc đó là hai công việc Công việc thứ nhì đó là Một công việc làm supervisor Cũng là dạng làm việc back office văn phòng thôi Công việc bên đó thì người ta nói là Ok chị cho em hai tháng à, Em cứ thử bên công việc bên đây đi Nếu mà em, em không được Thì em qua em làm với chị Thì may mắn là tháng thứ nhất là làm ổn ổn xong mà tháng thứ hai là liêm còn nhớ là được được best seller tháng đó là chạy được 300 triệu cho nên là say no với công ty bên kia luôn và từ lúc đó là liêm gắn bó với nest tới bây giờ luôn yeah. theo cái em kể thì lúc đó mẹ em bệnh cũng rất là nặng có phải đó là cái lý do mà làm cho em phải chạy thành công phải đạt được những cái thành tích như lúc nãy mình kể không phải nói là em bị À, ám ảnh về tiền. mấy bạn làm anes sẽ biết em ngay từ đầu là các bạn sẽ biết là lúc đó em rất là mê tiền. Không phải là tự nhiên em mê tiền đâu, mà là trước lúc đó suy nghĩ của em về tiền rất là bình thường. Miễn sao mình làm cả gia đình vui vẻ là được rồi. Tức là hồi xưa và cái góc nhìn của mình về tiền là nó là như vậy. Chứ mình không có gọi là lúc nào cũng muốn kiếm mỗi tháng trăm triệu, hai trăm triệu, ba trăm triệu, bốn trăm triệu, không không có chuyện đó. Nhưng mà Liêm nghĩ là các bạn mà sale và các bạn chưa đủ mạnh mà sale giống như Liêm là bởi vì các bạn động lực của các bạn chưa đủ lớn. Các bạn chỉ cần tưởng tượng là mẹ của Liêm lúc đó chỉ còn có 32 kg thôi mà lúc đó thật sự là mẹ của Liêm là còn lúc đó là nửa tỉnh nửa mơ cũng không có thật sự thật sự gọi là tỉnh đâu tại vì lúc đó mẹ bị bệnh xong rồi mẹ phải mổ, mổ xong mà mẹ cũng nói chung nó chưa có vượt qua được hết cái chuyện đó. Cho nên là uh, mổ xong thì mẹ còn có 32 kg, mẹ quá yếu lúc đó phải cứ tái khám về nhà rồi nhưng mà phải hai tuần là sẽ tái khám ở trên Sài Gòn một lần mỗi lần tái khám thì sẽ tốn ít nhất là 10 triệu tại vì sẽ có xe chuyển từ ở nhà lên Sài Gòn xong rồi khám rồi tốn rất là nhiều tiền lúc đó mẹ mới nói là mình không nghĩ là mẹ của mình cũng đủ còn tỉnh nhưng mà lúc đó rất là lo cho cho, cho Lim sợ đi Lim lo không có tiền á cho nên là mẹ nói là thôi không có không sao đâu không không cần đi khám cũng được bỏ đi rồi chừng nào tới đâu thì tới tự nhiên lúc đó mình rất là buồn cái động lực của mình đó là là cho lo cho gia đình của mình nhưng mà các bạn sẽ biết là nếu mà các bạn đi làm vì các bạn cái làm vì tiền cho các bạn để đi du lịch hoặc là đi shopping đó, thì nhiều khi các bạn sẽ không cố gắng lắm đâu nhưng mà các bạn cố gắng vì một người khác không phải là bản thân của mình vì gia đình của mình thì cái động lực đó cực kỳ lớn động lực đó lớn vô cùng luôn các bạn cứ thử các bạn tưởng tượng các bạn nhìn ánh mắt của người nhà của các bạn nhìn các bạn như vậy các bạn sẽ rất là thương gia đình của các bạn cho nên đó là một cái động lực mà thật sự là cho dù liêm có cực tới mức độ nào liêm cũng luôn luôn cố gắng các bạn làm sao các bạn sẽ biết là à, có những tháng mình số của mình rất là tốt có tháng những tháng mình số của mình nó lại lên và nó drop xuống lúc nào mình cũng có hay hết và cũng có những lúc mình cực lắm cực là ai ở đây chắc cũng MDRT các bạn cũng biết là các bạn cũng làm sale rất là tốt thì các bạn sẽ biết là cuối tuần hoặc là thứ bảy chủ nhật hoặc là buổi tối là các bạn phải đi gặp khách hàng giờ khách hàng rảnh là giờ các bạn phải làm việc vậy thì sẽ có những cái ngày các bạn rất là cực đi gặp khách hàng tới 10, giờ 11 giờ xong rồi còn gặp mắt mưa đi về nhà nữa mà ở trên sài gòn một mình các bạn sẽ rất là tuổi thân các bạn phải có một cái động lực thật sự là lớn để các bạn dựa vào cái động lực đó mà các bạn cố gắng thì đối với lim thì cái động lực đó trong 2 năm năm 2018 với 2019 là động lực lớn nhất đối với lim cho nên lúc nào lim cũng dựa vào cái động lực đó mà lim đi làm hết các bạn hoàn toàn có thể dùng sức của các bạn để kiếm rất nhiều tiền để giải quyết vấn đề cái vấn đề nó sẽ là liên quan về tình cảm hoặc là về sức khỏe đó là những cái mình mình dùng tiền mình cũng không giải quyết được nữa giống như cái trường hợp của mẹ lim là lim dùng tiền nhưng không giải quyết được còn cái việc mà lim cảm thấy buồn Uh, Liêm hay tiêu cực là vì Liêm suy, cứ suy nghĩ là Tại sao cái chuyện xấu này nó xảy ra với mình Trong khi mẹ của mình nó sống rất là tốt Gia đình của mình rất là tốt Cho nên là Liêm quyết tâm là kiếm thiệt là nhiều tiền Để thuê cô giúp việc Và lo cho mẹ Lúc đó có thể thuê được cô giúp việc Thuê được một anh tập vật lý trị liệu Để lo cho mẹ Và thậm chí là uh, những cái đồ ăn Thức uống của mẹ Hoặc là mọi thứ mình có thể lo chu toàn nhất Tức là mình mua được cái đồ tốt nhất Để cho mẹ của mình thì đó là là cái mà tự nhiên mình cảm thấy trong lòng của mình mình thấy bắt đầu được 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 cứu rỗi vậy đó tức là được đã có cái phao cứu sinh để mình làm rồi nhưng mà các bạn biết không khi mà mình làm được một cái việc nào đó ngay cái lúc mà mình đang chìm dưới đáy vậy đó thì mình sẽ cảm giác là ờ không biết là con đường của mình kiếm tiền nó có lâu có được lâu dài hay không kiếm được nhiều tiền nó có lâu dài hay không thì lúc đó Linh mới nói là vậy thì một người mà tới thời của họ để họ kiếm tiền á nó chỉ có vài năm thôi thậm chí nó chỉ có một năm hoặc là vài tháng thôi cho nên mình phải tập trung mình kiếm thiệt là nhiều tiền thì lúc đó liêm đã không có liêm không còn còn lo cho bản thân nữa mọi thứ thời gian tất cả mọi thứ liêm chỉ dồn cho công việc và gia đình thôi một tháng liêm chỉ nghĩ có nghỉ có hai ngày thôi hai ngày đó là hai ngày đi về quê để lo cho mẹ thăm mẹ còn những ngày còn lại là liêm gặp khách hàng từ sáng tới tối hết tất cả các bạn làm anes các bạn làm lâu các bạn sẽ biết thứ bảy chủ nhật luôn luôn ở trên văn phòng và làm việc và luôn luôn làm cho tới tối luôn đó là cái style của lim làm việc từ hồi đó tới bây giờ và kể cả bây giờ lim nghe các bạn làm sao các bạn rất là hay than là các bạn cực quá nhưng mà thật sự lim nói với bạn nha các bạn còn rất là sướng tại vì hồi xưa đã từng có một thời gian lim vì mẹ cảm thấy là mẹ buồn á cho nên lim phải chạy về quê buổi tối lim đi làm xong là 7 giờ là lim bắt xe 7 giờ rưỡi ở đây lim chạy về quê là khoảng 9 giờ ba liêm về tới dưới tại vì quê của liêm cũng gần là ở tiền giang ở đó tối liêm có thể chăm được cho mẹ của liêm tại vì buổi tối mẹ liêm chỉ nằm được một chỗ thôi chứ mẹ liêm không có vận động được cho nên tối thì phải có người đỡ tới đỡ lui cho mẹ ngồi dậy uh, sinh hoạt mọi thứ xong rồi sau đó sáng liêm mới um, cũng sinh hoạt cá nhân cho mẹ xong rồi mới uh, mới bắt đầu đi lên sài gòn dậy rất là sớm xong rồi bắt chiếc xe là khoảng 6 giờ ba hoặc là 7 giờ đi lên tới đây rồi đi vào công ty để đi làm cho nên là đó là suy một suốt một thời gian luôn đó. Và Lim thấy cái chuyện đó nó cũng không gọi là quá cực đâu bởi vì nó có động lực cho bản thân rất là nhiều. Cho nên hiện tại mà ai mà Lim cảm giác, Lim nghe mọi người bảo là cứ excuse tức là lý do này lý do nọ cho nên em không, em không có làm được thì Lim cảm thấy cái chuyện đó nó nó rất là bình thường tại Lim đã trải qua những cái việc Lim thấy nó mọi người nghe có vẻ là mọi người sẽ cảm thấy cực nhưng mà mình vì một cái người nào đó động lực của mình lớn thì mình sẽ có thể làm được hết. Đặc biệt là các bạn cứ cảm giác đi Các bạn nhìn vô mắt của cái người mà mình thương á Người gia đình của mình đó, Mà người ta đang bị những cái gì đó Đau khổ Thì mình phải bằng mọi giá để mình giúp đỡ Cái người trong nhà của mình là mẹ của mình Thì bạn sẽ có một cái động lực vô cùng lớn Để bạn có thể giúp gia đình Thì đó là cái mà bao nhiêu năm qua Bao nhiêu năm qua nghe lớn quá Ba năm qua và Liêm đã cố hết sức để Liêm, uh, Liêm làm Kiếm tiền thì nhờ cái cái nguồn cái nguồn làm việc liên tục liên tục như vậy thì nó uh, nó giúp cho kiến thức của mình kỹ năng của mình cũng như là kinh nghiệm của mình ở ai ai nó tốt hơn và nó được xây dựng Liêm bây giờ thì mọi người bảo là ừ, em làm cực quá thật sự mà nói cực á, tiền ai hưởng lim hưởng chứ đâu phải là mẹ lim hưởng đâu mẹ lim bây giờ mẹ lim hồi xưa chỉ có tiền nó cũng dùng thuốc thang chứ mẹ đâu có được đi du lịch hay là đi chơi bời nhiều công việc mà có tốt hơn thì sau này Lim cũng hưởng thôi, có nhà có cửa thì sau này Lim cũng hưởng thôi. Thì Lim là người được hưởng nhiều chứ không phải là mẹ được hưởng nhiều. Cho nên là mình mình cảm giác cái chuyện đó là nó như vậy, cho nên lúc nào mình cũng cố gắng hết sức để mình lo cho cái người mà mình thương yêu nhất. Bởi vậy Lim hay hỏi lúc nào cũng vậy hết. Phỏng vấn một cái bạn vào làm trong team của mình cũng hay, hay hỏi là động lực của em đi làm là cái gì? Động lực của em có lớn hay không? Em có đủ lớn để em vượt hết tất cả mọi cái thử thách trong công việc hay không? Em rất là hay hỏi câu đó Để coi các bạn có đủ niềm tin vào công việc và cuộc sống để các bạn tiến lên hay không Bởi vì các bạn làm xe các bạn đã rất là khó khăn rồi Thì huống chi các bạn đang xem một cái sản phẩm cực kỳ khó đó là bảo hiểm Đó là cái em có vài điều nhắn hiểu xe cho các bạn Cảm ơn Liêm Với một cái câu chuyện chia sẻ rất là gọi là gần gũi với cái tim của mình mình cũng không biết nói cái từ gì hơn ngoài cái chữ ngưỡng mộ cái động lực của mình nó là cái quan trọng nhất và thật ra là khi mà mình quan sát những cái bạn hoạt động tại kênh exchange thì những cái người thành công á họ luôn luôn có một cái động lực rất là lớn không biết là nó có cái sự tình cờ hay không nhưng mình thấy cái cái phần trăm rất cao là động lực của các bạn khi thành công nó đều là mình đang làm cho người thân yêu của mình Chứ không phải là cho bản thân Nhưng tất nhiên Đến cuối cùng thì Mình vẫn là cái người nhận được rất là nhiều lợi ích Từ cái sự cố gắng đó Cũng như ngày hôm nay thì mẹ không còn với Liêm nữa đúng không? À, mấy bạn làm ở Nes chắc là sẽ biết à, Mẹ mất cũng hơn 4 tháng rồi Nói chung nó rất là buồn Nó là một việc rất là buồn Tuy nhiên em cũng phải Dành một thời gian để khô vào lại bản thân Rất là nhiều bây giờ gặp mọi người thì thì nó có thể che giấu được nhưng mà tối khi mà về nhà một mình thì thực sự rất là buồn thì các bạn biết là liêm với mẹ liêm rất là thân thiết với nhau vì tối là hai mẹ con sẽ à, một ngày gọi ít nhất là hai lần sáng, cái cái thói quen này nó đã duy trì từ hồi liêm lên đại học tới bây giờ luôn à, sáng là gọi điện thoại cho mẹ hỏi con mẹ ngủ được hay không sáng mẹ ăn sáng chưa ăn cái gì tối liêm sẽ gọi trước khi ngủ lúc nào cũng vậy hết gọi hỏi con mẹ hôm nay ăn uống được hay không ăn cái gì nói chung là nói chuyện vớ vẩn thôi nhưng mà nói rất là lâu 30 phút một lần kiểu như vậy và chưa rảnh thì cũng hay gọi nói chung là rảnh là sẽ gọi cho nên là bây giờ mình vẫn chưa quen được cái cảm giác là không có gọi về đó là chạy về nhà bình thường làm anh xong mà em cũng làm tới tám chín giờ thì tám chín giờ chạy về nhà xong mà lật đật gọi điện thoại liền để mẹ còn đi ngủ nữa cho nên là cái thói đó là một cái thói quen mà mình khó bỏ thì nó sẽ làm cho mình rất là buồn nhưng mà em nghĩ thì uh, câu chuyện nào cũng nó sẽ cũng vui này nó cũng sẽ chấm dứt sớm thôi kiểu như vậy nhưng mà mình cứ cố gắng là được em cũng không em cũng nghĩ là mẹ em cũng cũng muốn em sống tốt thôi cho nên là mọi thứ còn cố gắng và em cũng hiện tại là cũng còn một cái tim tim của em nó cũng lớn hơn 30 người cũng đang nhìn mình rất là nhiều các bạn cũng là đang đứng kế bên em kế kề cận với em để support em ngoài việc ngoài mẹ của em cho nên là Uh, hiện hồi xưa là động lực mẹ là lớn nhất không có ai có thể uh, ảnh hưởng được em bất kỳ một cái gì hết tinh thần của em rất là strong rất là thép em không để cho bất kỳ một cái gì có thể ảnh hưởng được em hết bởi vì mình làm sale mình phải có một cái mục tiêu rất là vững vàng bây giờ thì cái động lực lớn nhất đó mất đi thì mình sẽ có những cái động lực khác đương nhiên nó không còn còn lớn nữa thì cuộc sống của mình nó sẽ có một chút xíu thay đổi hồi xưa giờ mình không có chỉ có công việc thôi không có bất kỳ một cái enjoy nào hết thì bắt đầu mình sẽ vừa phải lại để mình lo để mình đi được một cái con đường dài với nét thì mình phải vừa làm để vừa tận hưởng cuộc sống nữa đó là cách mà hiện tại em đang làm vừa đó là những cái con người trong tim của em đang hỗ trợ em rất là nhiều và cái cuộc sống của em hiện tại à, chị tin là khi mà mình uh, có một cái cuộc sống cân bằng á thì uh, mình sẽ có thể gọi là mình sống một cuộc sống có ý nghĩa mình làm được nhiều điều có ý nghĩa hơn à, cho nên là nên cân bằng à, bây giờ thì mình không còn phải chạy theo cái uh, cái số tiền lớn để mà có một cái mục tiêu cụ thể như là để giúp cho mẹ nữa thì mình cũng nên cân bằng lại cái bản thân để em có cái thời gian nghỉ ngơi cũng như là em refresh lại bản thân rồi sau đó mình lại cống hiến tiếp cho công việc nó sẽ tốt hơn và chị tin là mẹ em uh, nếu có nhìn thấy em ở một cái thế giới khác thì mẹ cũng sẽ rất là happy cảm ơn chị cảm ơn, cảm ơn liêm cảm ơn liêm về phần chia sẻ vừa rồi